Cả nhà ơi, hôm nay chúng ta cùng đi chợ Mỹ nha cả nhà, để xem nó khác với lại cái chợ của người châu Á, người Việt Nam chúng ta ở Mỹ nó như thế nào ha. Bên trong chợ Mỹ đây cả nhà, người ta trình bày rất là khác với Việt Nam ta. Đẹp lắm luôn. Chợ Việt Nam nha, chứ không phải nói bên Việt Nam đâu á. Đây. Đẹp chưa? Mê ly chưa? Đây. Rất là đặc biệt cái chỗ là người ta ướp đá nha cả nhà. Đó, người ta đây đá nè. Đá đá lạnh đó. Cứng, đá cứng lắm, bọn phải sờ thử, nó rất là cứng luôn. Đó, tất cả các loại rau nó bảo quản vậy á, nó rất là tươi. Hay ghê chưa? Nó giữ tươi rói luôn đó. Mê ly thiệt chứ. Nó kể cả cái bắp cải này lâu hơn ha. Cái mấy cái loại này cũng rất là lâu hơn mà người ta vẫn bảo quản cơ. Hay ghê chưa? Giá bán thì bọn phải không rành có ngay cả này. Ồ, hay quá ha. Ngộ ghê luôn á. Bên đây nè, bơ Mỹ ha. Đây, cái sốt này người ta bỏ trong đây. Nếu mà nói nó cái sốt này thì thấy bình thường ha. Ta bỏ vô. Cũng đá luôn. Đây, cái quầy rau trái cây. Ô, người ta trình bày dễ thương chưa? Ta để đó, đẹp ha. Xong lấy khó nó thích quá à. Dễ cưng ha. Trời ơi, đẹp chưa nè. Wow, từng cái hộp nhỏ, thích gì đâu luôn á. Ôi, có ớt đi, ớt xanh, ớt hiểm rồi nữa nè. Ôi, đã quá, cái cà bóng lưỡng đẹp ha. Cái cách trưng bày hàng của người ta nó rất là đặc biệt. Những cái thùng gỗ ha. Đó, đẹp chưa. Này, nếu mà xong người ta đẩy vô thì sao ta. Bây giờ đi vô đây. Này, măng tây. Ồ, có măng tây trắng nữa nè. Mà đó giờ mình thấy măng tây xanh ha. Vì có măng tây trắng đó. Và trắng là 6 đồng. Ủa sao cái kia cũng. Cái này organic nha. Cái chợ. Cái gì. Ồ, đẹp ha. Trăm. Bên đây nè, cái bắp cải người ta cũng để đá luôn nè cả nhà. Hàng sale đó. Còn có 2 đồng 47 thôi. Người ta vẫn bỏ đá vô luôn. Ồ, mê quá. Bên kia bạn phải đi sau nha cả nhà. Mình đi vô đây đi. Ồ, trái thơm nè. Trái thơm đó, để nguyên trái thơm rất là khó hư đúng không? Cũng bỏ ướp đá luôn. Trời ơi, quá quá đặc biệt cả nhà ơi. Bên đây cái quầy rau. Ngộ không? Bỏ vô nè, đi vô trồng nè. Từng hũ một kỹ lưỡng chưa? Từng cái một. Chợ Mỹ là cái đồ đó, rau nó lạ hơn Việt Nam ha. Mấy cái chợ Việt Nam quá. Hủ nước. Hay chưa cả nhà? Đó. Hay không? Cách người ta làm khác á. Kể cả cái cọng rau quế cũng vậy nè. Đó, thì là ngò rí gì, rau thơm gì cũng là bỏ từng tất cả các loại ra đều trong hũ này luôn. 2-5 đồng. Ôi ôi, cà chua đẹp. Cây xả mà cũng để cái kiểu này nữa. Nó một phần bán như vậy. Wow. Cái quầy trái cây ăn sẵn thì còn mê ly nữa. Trời ơi, mê quá cả nhà ơi. Thơm người ta cắt ra đẹp ha. Như trong cốt cô. Trời ơi, nho ơi. Mê quá à. Dâu. Mê quá. Đấy. Dưa hấu. Ôi, quá mê luôn. Cái gì đây? Tu cúc. À, cái gì? Nguyên một combo để nấu. Đó, ớt cắt ra để sẵn làm salad rồi luôn. Đây, để khung hình rộng đi. Đầy đủ salad. Đầy đủ các món. Rất là healthy. À, đó. Trời ơi. Đó, bây giờ bọn phở nghiện xà lách lắm cho nên là nhìn này bọn phở mê hơn mọi người đang mê. Hành tỏi xay từng hũ nhỏ cân chưa, đáp ứng mọi nhu cầu. Rau.
tỏi. Mùi mềm quá. Quay ra. Đó, đẹp chưa? Đây. Bên đây cái quầy hồi nãy bảo phải đó, để chút nữa đi đó, nó chính là cái quầy này đây. Đó. Đây. Nấm khô. Các loại nấm trong vỉ rồi khô rồi ha. Trình bày đẹp nha, nắp quá ha. Rồi còn rau đây ta để thành bó. À, cái này thì giống bên chợ Việt Nam nhưng mà toàn là đồ organic không à. Chợ Mỹ toàn đồ organic. Lạnh lắm. Ta đẩy cái hơi lạnh ra. Nhưng mà nó ít gió cho nên ô, cà rốt đủ màu nè. Chợ này phải chợ nhà giàu không ta? Trời ơi, rau đồ đẹp ngon quá. Mê quá à. Trời ơi. Cái gì cũng on lên đấy. Tính thưa các loại cải rau đẹp. Ủa, cái này giống như là người ta cắt rồi. Ngộ ha. Bọn phở vừa tắt máy cái nó xịt cái hơi nước lạnh ở đây nè cả nhà. Quay hụt rồi. Bên đây là cái quầy nấm. Ú wow má ơi, cái nấm nó to. Ú tí má ơi. Nó to kinh khủng chưa cả nhà. Ủa? Cửa hàng này thì bán đồ organic nha, chứ đừng có nói rằng là nấm á, thuốc này nọ nè. Trời ơi, mê thiệt luôn á. Ủa, cái này giống như một chùm luôn là lạ quá. Ủa, trời ơi, người ta để cái quầy nấm người ta để thiết kế hay không? Người ta làm cái cây á. Ý người ta nói là nấm này là nó từ trong cây á, không phải là từ trong phòng thí nghiệm á. Hay quá. Nấm hoàng kim nữa cả phải không? Nó to cỡ này, nó to hơn cái mặt bọn phở nè. Chưa khô hả? Ồ, tất cả đây là nấm tươi hết. Dạ. Còn nấm khô là đằng kia hồi nãy mình mới vừa coi rồi ha. Đây nè. Đẹp ghê chưa? Như nấm này gọi là nấm hoàng kim, ở Việt Nam gọi là nấm hoàng kim. 22 là kim kim 1 pound. 22 là kim kim 1 pound, mắc quá ha. Dạ. Đó. Nửa ký là 22 là kim kim kim. Ừ. Là mắc gấp đôi như Việt Nam đó. Nhưng mà so với lại thu nhập thì cũng đẹp chưa? Nè, cái này nè. Truffle. Chị thấy truffle chưa? Oh. Truffle là cái mắc đó, đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mắc lắm luôn á. Là cái này hả? Dạ, cái cục đen á chị. Còn nó đây bán nhiêu? 54 đồng 96, cục này thôi. Một cục này 52 đồng đó. Dạ. Chị biết bao nhiêu là tiền một thao không? 1299 đồng một thao, có nghĩa là 1300 đồng một thao á. Trời ơi. Dạ, nên miếng nhỏ xíu này á, miếng đen á, nhỏ xíu này thôi là 52 đồng đó. Là gần 3000 đồng một ký đó. 2600 một ký. Hơn chứ. 1300 nửa ký chị, 2600 một ký. Mà 450, 2600 chỉ được có 900 rồi ra mà. 2800 đi. Thêm 10% nữa là 3000 đó. Ừ. Trời ơi. Thì truffle ở Việt Nam có bán phở truffle đó chị. Ừ. Ở Việt Nam có bán phở bỏ truffle vô bán nhiêu đô? 200 đô một tô phải không? 4 triệu một tô đúng không? Ừ. Bày trò. Truffle đó. Bây giờ ăn bánh truffle này giờ thấy nó cũng không có gì hết trơn á. Cái gì cái bánh đâu có bỏ được nhiều chị, nó bỏ vô lấy cái flavor thôi. Lấy cái mùi thôi. Chứ cục về 52 đồng mà. Trời ơi. Nhưng mùa đông nó mới có hả? Dạ, em thấy nó có quanh năm mà. Sao nó ghi là winter. Cái ghi vậy nè. Ừ, đẹp quá cái nấm cái vàng. Cái ghê vậy. Ừ, mình chuẩn mới qua cái nấm bự rồi đó. Ồ, đẹp như cái hoa vậy đó. Đây, đó. Đây là cái nấm. Ủa, cái này cũng cùng loại hay khác loại khác ta? Khác loại, nấm bự. Ờ. Nó có cái này giống như nấm đùi gà ha. Nấm đùi gà mà bự. Ừ. Trời ơi, tí má ơi, đây, để hình dung cái bự. Đó, vậy là hình dung cái bự dễ nè. Dễ sợ chưa? Nhưng như bắp cải vậy ha. Giống như bắp cải ha. Ờ, như bắp cải trắng vậy đó. Ừ. Hay quá. Nấm này cũng mắc. 22 đồng kiếm chích. Trời mê quá. Nấm này nấm gì đâu có biết hả? Nè, cái tên của nó tại đây nè, tiếng Việt gì vậy em không biết. Chợ này là chợ organic hả Huyền? Dạ, organic. Tất cả đồ là đều organic hết hả? Dạ, thường đa số chị.
Vậy hả? Chứ không phải là 100%. Đi vòng qua bên chỗ khoai lang coi thử làm sao. Ủa cái trái bí, trái dưa gì lạ quá em. Ngon anh ít rồi. Dạ. Trái bí dễ cưng quá à. Việt Nam mình là chị, mình tổ nè. Cái này trái gì ở Việt Nam á, trái lù đù hay trái gì á? Không, trái thù lù á hả? Thù lù á. Không phải đâu. Nó đó chị, thù lù mà Mỹ đó chị. Thù lù Mỹ đó. Vậy á hả? Ừ. Ăn sống được không? Nó giống cà chua quá vậy. Có vậy mang đâu nó trái thù lù không đó. Không có cái bữa nó có bán thù lù Nam Mỹ ở bên đây. Bên Việt Nam nó có bán. Ừ, thù lù Mỹ đây. Nhưng mà nó không có giống như vậy. Đó là thù lù nó đó nhỏ chị. Hơn. Cái trái thù lù nè. Vậy hả? Dạ, thù lù nhỏ. Ủa thù lù thử chứ. Vậy là nấu canh cái này người ta để là nấu ăn. Dạ. Trái này ta để nó ăn chứ không phải cái trái. Ủa cái cà chua nâu đẹp chưa. Sô cô la mở to nữa nè. Coi nhỏ thì có được, có còn. Ừ. Đủ loại. Ôi dễ cưng chưa. Đó. Đâu vô Nhật đâu. Vô Nhật đây. À. Vô Nhật thì 15 đồng hộp đây. Mấy trái thôi. Là nhập từ Nhật qua luôn thiệt luôn. Dạ. Ôi xin vô Nhật. Ừ. Còn cái này rẻ hơn, dâu to này rẻ hơn hả? Cái này 8.99. Ủa, thấy trái cây rồi để giờ thấy mê quá ha. Thấy mê gì đâu luôn á. Nãy giờ là chúng ta tham quan được từ mới tưởng ngoài vô thôi nha. Mới tới đây thôi đó. Bây giờ quẹo qua bên đây đi. Đó, những cái này người ta cũng để nước uống thì để này thì không nói rồi ha. Này là uống người ta ép tại chỗ. Đâu? Đó. Trời ơi, khu vực này người ta ép ra, đúng người ta bán liền. Ủa, mấy cái thùng to to là ép luôn á hả? Dễ sợ vậy. Trời ơi, tươi rói luôn, đúng là đồ organic. À, hay ha, cái chợ này thật là ấn tượng á. Đủ loại luôn. Đủ loại. Mê chưa? Ơ, có trái mít nữa. Việt Nam. Hả? Tropical. Oh, cái gì? Dễ thương vậy? Có một quầy hẳn, một quầy cho châu Á vậy đó hả? Thương chưa? Mãng cầu luôn. Nhãn luôn. Đó. Nhãn 6 đô một hộp, nhỏ xíu vậy nè. Cái này mới muối nè. Ờ, cái này là mới làm muối. Ồ, trái mít. Ủa, sao cũng rẻ vậy? Có 1 đồng 48 pound à? Dạ. Ui, chọn Việt Nam bán có 50 cent. Ủa, vậy hả? Mắc cấp 3 hả? Trời, mãng cầu nhiêu? Có chừng rẻ hơn Việt Nam. Nó giỡn thôi. Đây, 9 đồng 98, 10 đồng 1 pound. Trời ơi. Ở trên dây. Xong có chê hay là kiwi vậy? Kiwi. Cái kiwi. Ừ, thanh long vàng, thanh long đỏ. Trời ơi. Trái khế. Trái khế nữa. Ôi, trái khóm này nhỏ xíu rồi trời. Baby. Trời ơi. Cái mỗi cái quầy người ta để cái cách nó rất là đẹp ha, rất là hay. Ủa bưởi nè, bưởi đỏ đúng không? Bưởi đỏ hay cam? Trời ơi, bên Việt Nam mà có cái bưởi đỏ nó quý lắm, tớp ta chân quý lắm. Ồ vậy hả? Ngon không? Nó không ngon hay sao? Nó hơi đắng hả? Trời đất ơi, người ta chân tết người ta rất là cần, người ta quý mấy cái này lắm. Đu đủ trái. Bên kia quầy trái cây nước uống. Ồ dễ cưng quá, đẹp quá. Thấy mê gì đâu luôn á. Đu đủ bên Mễ. À, đu đủ bên Mễ hả? Mấy em là mình tự làm hả? Tự cân. Mình có phải à, mình không cũng được, mình cân để mình biết nó lượng á ha. À, chứ không phải là mình tự. Trời ơi, trái thơm 4 đồng trái mà để đẹp ghê chưa. Trời ơi, chị mê mấy cái quầy đó. Mê luôn là cái bảng á. Cái bảng người ta làm sắc màu sặc sỡ. Thích. Trời ơi, một cái quầy. Trời ơi, nó bao la, nó đẹp. Tí má ơi. Ôi ôi, ngăn nắp trật tự. Trời ơi, công nhận thiệt luôn á, cái sự ngăn nắp trật tự nó nâng cấp hàng khác hẳn ha. Cái gì đây? À, đồ sấy khô rồi thôi chắc có lẽ nho rồi chẳng hạn. Rồi các loại hạt ở đây. Ô, người ta để
Công nhận á, người Mỹ khác hẳn người châu Á. Phải quá khác luôn. Rồi. Rồi tạm biệt cái chợ gì đó, trái cây rau củ quả ha. Bây giờ đi qua khu vực này là chợ thịt cá hải sản. Wow. Trong tủ rồi để thêm đá người ta. Nó đảm nó an toàn. Dễ cân chưa? Cá gì bự dữ, cân kia kìa. Ủa? Ủa cái con cá ở phía có gì mình đen dài hai con ghê hả? Trời ơi. Lạ quá mà con cá này người ta ướp. 16, 17 đồng á. 17 đồng. Cá thì cách đa số là cá. Để coi cá gì đây. Có khác chợ Việt Nam không? Chợ châu Á không? Cá này giống cá hồng quá vậy. Giống cá hồng quá ha. Ờ. Cá này nhìn ra nó không giống cá hồng không? Ủa là nó làm ra đó hả? Ở đây nè. Vậy người châu Á đi chợ này có đi chợ không hay là người Mỹ ăn? Cái mấy cái cá này, mấy cái cá như à người Mỹ cũng ăn với giống vậy đó hả? Tôm đột sẵn. Ồ wow. 35 đồng nha. Tôm này tôm bự dưới ăn á. Mắc hơn gấp 3.5 lần tôm hùm hả? Đúng không? Tôm hùm có 10 đồng. Ờ nó gần, nó to gần bằng tôm hùm luôn. Thực ra tôm này tôm biển nó cũng có to gần được vậy á. Tôm này cũng Myanmar. Ồ cũng Myanmar hả? Ủa nước nào nó ghi rõ hết ha. Tôm hùm vui, tôm hùm giá này à. Ồ bằng giá luôn, con cua tôm nó bằng tôm hùm luôn. Bạch tuộc. Rồi cái này là luộc sẵn nè. Ôi cua tôm luộc sẵn nó to. 30 đồng. Hấp dẫn quá. Đâu? Ồ. Này hải sản vậy đó, dễ thịt. Một bên hải sản, bên thịt. Bên trái là hải sản ta vừa coi, bên phải là thịt. Thịt thì chắc nó cũng giống giống á, để qua coi luôn. Giống. Giống chợ châu Á. Cái này ướp sẵn, ướp sẵn. Cái này là ướp sẵn. Mai đi ra. Còn bên đây cái gì? Ướp sẵn. Ồ, bà kia là quầy rượu. Rượu không hả? Tí má ơi. Trời ơi, thế giới rượu. Gì mà kinh khủng vậy? Má ơi. Mà đa số là rượu nhẹ hay sao? Rượu nhẹ, rượu rõ rồi chị. Ôi ôi. Có thể nhiều hơn không trời? Ôi ôi. Trời đất ơi, hồi nhiều lắm, bó tay luôn á. Có cái nước soda không em? Có soda không? Soda. Rồi. Ờ, em tìm cái soda mua mấy lon đi. Ờ. Trời ơi, đẹp quá. Cái này cái gì vậy? Ớt với cà chua mix lại với nhau. Nhưng mà nó ra cái chai gì để làm gì? Bloody Mary á chị. Bloody Mary uống cocktail á. À, uống hả? Ừ. Má ơi. Nè, nó là Bloody Mary nè. Mix với rượu uống á. Ừ. Trời ơi. Cái này bia chưa? Ờ. Ừ. Trời ơi. Trời vậy tính ra. Nó lớn dữ vậy trời. Rồi nó ngăn nắp trật tự. Tất cả các loại trà. Ừ. Để hay quá ha. Thật ra thì các chợ châu Á cũng ngăn nắp trật tự, nhưng mà mình vẫn thấy rất là ấn tượng cái chợ Mỹ này. Nó có cái gì đó nó trật tự hơn nữa. Ừ. Kiểu như cái gì người ta cũng giống như cái rau mà người ta bỏ trong cái lon là hiểu rồi đó. Lon nước đó, cái gì người ta cũng bỏ ha. Đó. An toàn ha. Có cái muỗng múc. Nhà an toàn. Ừ. Đó, bưởi đó, đó. Cái gì cũng có hết trơn, chuối khô luôn trời. Để bưởi đây cũng có bán không?
cái gì cũng có hết trơn, chuối trời ơi cái gì cũng có hết trơn á. Kính thưa các loại, gì cũng có. Đó, đủ luôn nha. Ừ. Đó, trời ơi, đó, ta bán để trong đó. Chính vì nó để trong những cái này á, mình thấy nó ngăn nắp hơn nữa. Ừ. Chứ thường là ngăn nắp, nhưng mà cái này nó ấn tượng và ngăn nắp hơn nữa. Cái này là sao? Để cái cúp vô. Cái này nè, xay. Xay á, đúng không? Đây là máy xay nè. Dạ. Nó nhuyễn nè. Ôi ôi, đáp ứng mọi yêu cầu. Hay. Chợ Mỹ nữa. Vui quá ha. Phở phở thích mấy cái bảng người ta để cái bảng người ta để từng khu vực á, nó có gì đó nó điệu điệu, nó hay lắm. Và trong cái lon lon này là cái gì vậy? Sweet. Này giống như trà. Ờ. Nó như sweet matcha hay là la hán quả? Trà thôi. Mấy cái loại thảo thảo mộc á. Ừ. Thảo mộc trà. Ừ. Mấy này quế hồi đó. Ờ. Ờ cũng cái này cũng có. Gia vị chị. Ừ. Kiểu Ấn Độ nè. Đầy đủ luôn nè. Ừ. Đầy đủ luôn. Có cả cái gì đây nè. Ừ. Hạt gì? À không, 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 không phải. Ừ. Ờ mà không thấy thảo quả với hoa hồi ha. Muối này tốt lắm mà chị. Muối muối đỏ. Muối đỏ. Không. Ừ. Mắc tiền chứ không thể đồng tá làm chín chín một cái. Đầy đủ luôn. Có kính thưa các loại gia vị. Cái gì cũng hạt có ngò. Cái này có phải hạt ngò không? Không, bên kia hạt ngò để bên kia rồi. Cái này cái dạng như là hoa tiêu, tiêu rồi nè tiêu. Ừ. Đó, cái này hạt tiêu. Đó, cái này giống như mắt khén trời không thôi, chắc là tiêu xay thôi. Đó, nó xay cái xay lớn thôi. Kính thưa các loại. Kính thưa các loại nha. Các loại thơm. Ừ. Kính thưa các loại gia vị. Rồi. Chóng mặt quá. Dễ cưng không? Dễ cưng không? Đó. Đây, khu vực bánh đây. Ồ. Đây là bánh pizza hả? Dạ, pizza đó bạn về nhà nướng hồ mình. Cũng ngon lắm nha. Có lần chị mua trong Costco về á, cho mấy đứa cháu hồi trước, lâu rồi. Cái cũng được lắm. Rồi. Đây là khu vực bánh mì. Thơm quá. Ủa bánh mì to cái kiểu ở Việt Nam bảo phổ có may bánh mì cái kiểu này. Kiểu bánh mì lên men tự nhiên á, mà không biết có đúng vậy nữa không nữa. Đó, Hokkaido Japan. Ủa kiểu cổ Nhật hả? Ờ. Chưa bao giờ nghe. Thích quá à, bánh mì hấp dẫn quá. Mà cái size nó to. Wow. Bánh gì đây? Bánh gì vậy? 5.49 đồng. Như ở Việt Nam bọn phở mua là cũng cái bánh mì đây là cũng 150.000. Như cái bánh mì này nè. Đó. Ôi sao mà mắc hơn bên này vậy trời. Cái bánh mì đó là, để mà ông phở coi, cái này là giá nhiêu? 3.59 đồng. Nhưng mà chắc có lẽ là cái này không phải lên men tự nhiên. Ừ. Wow, tồi tồi, nó to hơn cái mặt mà ông phở nha. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nó to lắm cả nhà. Wow, nguyên một cái lò sản xuất bánh mì. Wow, dễ sợ thật. Ôi người ta đựng trong cái rổ bằng tre kìa. Chúng ta nhìn toàn cảnh một xíu đấy cả nhà nha. Đây, cái rổ bằng tre. Ôi mê quá. Đó. Đó. Thích chưa? Tí má ơi. Mới nhìn tưởng bánh bông lan trứng muối chứ. Kính thưa các loại bánh. Thế giới bánh xin kính chào quý khách. Đẹp quá.
Ồ, cái này người ta cắt cái phần nhỏ ra sẵn nè. Hồi trước thì bà bán phở chỉ ăn đồ Việt Nam thôi. Sau này bà bán phở học được cái kiến thức á. Bà bán phở hồi trước sợ kiêng đường, kiêng béo ghê lắm. Sau này học được cái kiến thức chuẩn đúng á. Trời ơi, bây giờ bà bán phở qua Mỹ, bà bán phở mê. Nào là salad nè, là những cái bánh ngọt nè. Khỏi phải nấu ăn, rồi nó sung sướng. Đó, kiêng đường, kiêng béo, kiêng bao nhiêu là bệnh tật. Trời ơi, qua bên này. Thôi, đi cái chợ này không biết bao giờ hết cả nhà ơi. Cái là cái quầy bánh kiểu như bánh sinh nhật ha. Thôi, kinh khủng khiếp nhiều. Lớn quá. Huyền muối gì đây? Ồ, bên trong là cái lò đó. Cái lò bánh mà hồi nãy chúng ta. Mê quá à. Tí má ơi. Đó, bánh mới vừa ra lò kìa. Ồ. Mê. Ôi mê chứ ê, kéo dài luôn á. Ủa cái đây là ủ hả? Sao theo lời nghĩ là gì ta? Vita Press. Trời ơi mê quá cả nhà ơi. Bánh vừa ra lò, cô ấy vừa đem từ trong lò ra với một nụ cười tươi rói, thương cưng lắm. Từ trong lò. Mê ly, mê ly, mê ly. Mê ly, mê ly, mê ly. Trời ơi, tôi xỉu, tôi xỉu. Ô, oh, phô mai hả? Hay gì? Không phải. Chi hả thì phải, mà sao nó không ghi chữ chi? Mà nó ghi gì vậy? Why won't you? À, king of chi. Là why won't king of chi. Wow. Ồ, thế giới chi, mùa lạnh là phải ăn chi nha. Từ tháng 9, mùa thu là người ta đang ăn chi, ăn phô mai rồi. Để người ta chịu đựng được cái lạnh. Đã, đó, thế giới chi, xin kính chào quý khách. Thế giới chi, xin kính chào quý khách đây. Rồi, chỗ này. Kính thưa các loại, thơm lắm cả nhà ơi. Đó. Nếu mà chúng ta ăn chi, ăn béo nhiều, chúng ta ăn đạm ít, không ăn đạm thì vẫn là không có bị béo phì. Chúng ta mập phần lớn là do, dĩ nhiên là ăn béo nhiều quá thì nó cũng, nhưng mà chúng ta thực tính ra chúng ta ăn béo ít lắm thì chúng ta sợ, chúng ta kia á. Nên bọn phở biết rồi, lạnh là bọn phở ăn béo. Bữa đi Nhật á, đem đậu phộng ít quá, hai đứa bị bệnh, cái cuối cùng đi mua phô mai á, đi mua phô mai ăn. À, hai đứa hết bệnh lạnh á, chúng ta ho sổ mũi này nọ đó, khi mà trời lạnh á thì nó chính là phô mai này nó giúp chúng ta nè. Ôi, như cái bánh xe vậy đó. Hồi đó bọn phở đâu có biết đâu. Ôi ôi, bây giờ là bọn phở mấy cái này ăn được hết á. Hồi đó sợ không dám ăn, bây giờ còn thèm ăn ngon nữa đó. Bây giờ bọn phở ăn kiểu Mỹ rồi. Ăn cho nó khỏe. Trời ơi mê quá à. Như cái bánh xe vậy đó. Ủa nó có đủ màu vậy luôn á hả? Ủa hay quá vậy. Có màu. À cái vỏ thôi ha. Nhưng mà chưa biết cách sử dụng rồi thôi. Ta sử dụng như thế nào? Em thấy người ta cắt người ta ăn không á chị. Ờ. Không như bánh mì đó. Làm. Ừ. Mấy cái bánh kẹp mà cracker á. Mùa đông là phải ăn nó, từ mùa thu là phải ăn béo rồi để cho chịu lạnh nổi. Mê chưa? Mê dễ sợ chưa? Phô mai hết đó hả? Cỡ tôi xỉu. Tôi xỉu. Ủa cái này là sao? Cái kem gì đó hả? Chi xong chịu. Cái này á. Hồi đó mình cứ thắc mắc á là nó có màu đen nữa kìa. Mình cứ thắc mắc là hả, sao người ta ăn nhiều thì trời lạnh. Trời lạnh có phải trời nóng đâu, trời nóng Việt Nam ăn kiểu này vô đứt luôn á. Không đúng, công nhận trời lạnh rất là khó giảm cân. Đã quá. Nãy giờ trong các quầy nè, bổ phở
mê nhất là chi sợ chi. Hồi xưa thì rất là sợ, hồi xưa sợ lắm luôn á, nhưng bây giờ biết rồi, lạnh rồi. Ăn nó không ăn đạm thì vẫn không bị béo phì đâu. Rồi tạm biệt quầy chi, bộ phô mai. Kính thưa các loại, bây giờ chúng ta qua cái quầy này. Thịt xông khói hả? Ôi ôi, đó, mê chưa? Cái này không ưng cái bụng. Ủa, ruột với thịt nó làm chín luôn hả em? Thịt bò làm chín luôn hả? Cái này hả? Thịt xông khói chín hả? Đây nè. Này 17 đồng một thang hả? À, thịt xông khói đã cắt thành phần phần nhỏ 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 rồi. Ô liu đây hả? Ướp ướp. Wow. Nguyên một quầy ô liu cắt kính thưa các loại. Trời ơi, nhìn trên dưới đây. Trời ơi. Đó. Đã chưa? Trời ơi, không có cái món gì cơ. Ôi, ngâm dầu nó cũng có luôn. Các loại khác nữa. Ngâm dầu. Ờ. Trời ơi. Tạm biệt đó một xíu nha. Tạm biệt đó một xíu. Đi qua bên này nha. Qua tủ kế bên nha. Đó. Có ớt. Ớ, có đậu bắp nữa không nữa kìa. Cà chua. Kính thưa các loại. Để làm salad ha. Hay mình cho làm salad cho ta ăn cái kiểu gì? Ồ, ăn queso nè. Nó như trong bữa trong siêu thị chúng ta thấy nó từng hũ thì cái này có thể mua nó rẻ hơn á em hả? Yeah. Cái này giá nhiêu mình không biết nhưng mà mình nghĩ 10 đồng 99 một thao. Có nhiều thứ lắm. 10 đồng 99 một thao. Tại vì nó không có tốn cái tiền bao mì á. Yeah. Cái này được bán dạng chợ thì nó phải tiết kiệm hơn. Trời ơi, làm salad kính thưa cái loại này sốt làm salad phải không? Dạ. Yeah. Bởi vậy nay tôi mê salad đó, nên tôi nhìn mấy cái này là tôi mê ghê lắm. Salad này ăn mùa đông. Mùa đông vẫn ngon lành luôn. Bên đây kính thưa các loại sốt và salad luôn nè. Tôi xỉu, tôi xỉu. Cái là súp sẵn ăn. Ủa, con này là cũng là súp nè. Để sẵn ha. Nó kia ăn. Đồ ăn là làm sẵn. Này hot súp nè. Yeah. Ôi ôi, hay quá ha. Rồi. Trời gì mà lớn dữ vậy? Salad trộn á. Rồi còn bên đây, bên đây là quầy cà phê. Bánh cà phê. Cilantro là giống như cái nấu đây. Salad. Kiểu như pizza nè, à pizza nè. Ồ, thủ công luôn. Thủ công chứ không phải là máy như là bên bên Costco nha. Trời quý quá. Qua bên này là quầy salad. Ồ. Trước cái gì bự vậy? Chắc chia phần bự á hả? Trời ơi mê. Thôi. Chắc tôi ở Mỹ luôn quá à. Vậy là tôi phù hợp ở khu Mỹ được rồi đó nha. Đúng rồi. À, mê được những cái này, mê chi là ở Mỹ đó. Ừ, là ở được ở Mỹ rồi đó. Nhưng em nó có cái nhà hàng salad không mà nó bán rất là đắt á. Đúng không? Dạ. Ừ. Cái này là nó hấp lên vô chị. À. Chọn lên. Nước salad, bỏ vô. Này nước sốt salad nè. Dạ. Đó. À, cái này là topping nè. Thịt đó chị, thịt bỏ vô topping. Ừ. Đó. Đặc biệt là các anh chị bán hàng ở đây vậy, rất là dễ thương, rất là cười chào, nụ cười. Rất là hay. Happy. Ừ. Rất là happy trong công việc. Ừ. Ta mua ra kia ngồi ta. Ồ. Là cái quầy bên lấy mà đi từ bên kia vào qua bên đây đó. Có chỗ phục vụ ăn uống ngoài kia luôn. Tính tiền xong đi ra ngoài đó có bàn ăn ha. Trời ơi. Thôi tôi ở Mỹ luôn, tôi không về nữa. Mà tôi phải lựa cái khu Mỹ tôi ở nha. Chứ tôi không có lựa khu châu Á tôi ở. Bao nhiêu người ở Mỹ buồn chán nhưng mà tôi là tôi không chán rồi đó. Mỹ sao có internet cho tôi làm việc là được rồi. Tôi có nhiều người không tin chứ bà bán phở có thể sống giữa bốn bức tường một năm. Ngày xưa á, mười mấy năm trước rồi. Một năm luôn, ở giữa cũng không ra đường. Ừ, có người nói đó là có người nói là tấm trắng. Nó bảo phở tấm trắng gì ở trong nhà, riết nó trắng á. Nó tấm trắng mà giấu mà xạo, hấp dẫn quá ha.
nhưng mà mấy cái món này bọn Phở không có thích. Bọn Phở thích salad mà thôi. Salad với chi thôi, khẩu này đó. Cũng được, nói chung là ok. Đó, người ta chờ tính tiền hơi nhiều rồi. Cái quầy cấp phi hồi nãy nè ha. Cái vòi này là người ta pha đó. Người ta cách người ta pha đó. Không, khỏi ngủ luôn á. Bữa trắng một đêm rồi. Đó. Thôi đó. Trời, tôi mê cái này. Kem hả? Kem mà ngon hơn kem chị. Gọi là gelato ăn rất là mềm, rất là mịn. Thì chắc là mỗi lần ăn và chị không có phân biệt, chị cứ tưởng kem á. Chứ chị thích cái loại kem mà mềm mịn như vậy lắm. Là nó hả? Giống như có bánh vậy. Nhưng mà mềm mịn không có đá. Vậy cái này nó xay với lại cái bánh, từ cái bánh này nè em, nó ghi nè, nó để cái bánh lên cho mình thấy nè. Con này xay với dâu hả? Hay là nó xay ra? Hay là nó xay ra, nó lấy kem nó xay ra. Kiến thức ẩm thực về ăn uống siêu phàm quá. Dessert, bánh ngọt. Bánh ngọt. Cái hộp kia là cái gì, giống salad vậy? Thấy không? Thấy không? Trời ơi, tôi nói tôi bệnh salad cho nên là về trộn lên ăn thôi đó. Đi. Nó bắt mắt mình liền luôn á. Chợ Mỹ thì không thể thiếu hoa. Quầy hoa thì không thể thiếu. Ôi wow. Cái gì đây? Hà các loại này, cái này giống như là người ta ấy đường á, bọc đường á. Một dãy hoa luôn. Wow. Thích quá à. Có người cắm hoa luôn. Wow. Đẹp quá. Một dãy tính tiền rất là dài, rất là nhanh cả nhà ơi. Tất cả bao bì bằng giấy hết cả nhà ha. Người ta bán đồ organic mà. Tất cả bao bì bằng giấy hết. Cả nhà ơi, thật sự là ngạc nhiên luôn á. Lần đầu tiên bà bố Phở phát hiện ra rất là nhiều điều khác biệt. Chợ dành chỉ như là cho người Mỹ, chuyên cho người Mỹ nhiều hơn là người châu Á. Cũng mừng là có một cái gốc của hàng của người châu Á ha. Ôi, bầu trời đẹp quá cả nhà ơi. Ôi, kìa, hai cha con trời. Một ông Mỹ con, ổng đứng trên chiếc xe luôn rồi. Đây, đây là chợ Mỹ nè cả nhà. Cái chợ này nè, Central. Central Market, cái chợ nó tên đơn giản vậy thôi. Đó, nhưng mà nó lớn ghê luôn á. Đó, nó tuốt qua bên kia luôn. Ai như bỏ ổng Phở ra rồi mới quay. Ban đầu bỏ ổng Phở mới tính quay đâu. Vô trong rồi mới thấy ấn tượng quá mới bắt đầu quay. Quay là hơi trễ nên bây giờ mới quay cuối video, mới quay được cái chợ cho người ta là chợ gì. Mãn nguyện rồi đó. Bây giờ bà bán Phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.